Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 32 mời xem kinh văn dưới đây phục hữu địa ngục danh viết tứ giác phục hữu địa ngục danh viết phi đao phục hữu địa ngục danh viết hỏa tiễn phục hữu địa ngục danh viết giáp sơn phục hữu địa ngục danh viết thông thương phục hữu địa ngục danh viết thiết xa phục hữu địa ngục danh viết thiết sàn phục hữu địa ngục danh viết thiết ngưu phục hữu địa ngục danh viết thiết y phục hữu địa ngục danh viết thiên nhẫn phục hữu địa ngục danh viết thiết lư phục hữu địa ngục danh viết dương đồng phục hữu địa ngục danh viết bảo trụ phục hữu địa ngục danh viết lưu hỏa phục hữu địa ngục danh viết canh thiệt phục hữu địa ngục danh viết tỏa thủ phục hữu địa ngục danh viết thiêu cước phục hữu địa ngục danh viết đạm nhãn Phục hữu địa ngục Danh viết thiết hoàng Phục hữu địa ngục Danh viết tranh luận Phục hữu địa ngục Danh viết thiết thù Phục hữu địa ngục Danh viết đa sân Bồ Tát Địa Tạng Nói tên của địa ngục Đã nói cho chúng ta biết 22 loại Là nói sơ lược Nếu như nói tường tận Nói tỉ mỉ Thì nói không hết Ngài nói lại có Chính là nói rõ Những địa ngục phụ thuộc Của địa ngục A Tỳ Và địa ngục vô gián Rất nhiều chủng loại Chỉ nói sơ lược mà thôi thứ nhất nói địa ngục tứ giác trong kinh chánh pháp niệm sứ nói nói rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục này ngài nói có người thật sự không phải là người tu hành Ở Trung Quốc nói sa môn là từ chuyên dùng để gọi người xuất gia. Nhưng ở Ấn Độ xưa thì không phải. Ấn Độ xưa thì tại gia hay xuất gia đều gọi là sa môn. Cho nên gọi là sa môn thì không nhất định là người xuất gia. Định nghĩa của từ sa môn gọi là cần tức. Nghĩa là siêng tu giới định quệ, dập tắc tham sân si người này liền gọi là sa môn cho nên tại gia hay xuất gia đều có thể gọi được nhưng sau khi phật pháp truyền đến trung quốc thì từ sa môn biến thành từ chuyên dùng để gọi cho người xuất gia người tại gia thì không gọi là sa môn họ không phải là người xuất gia tự mình xưng là người xuất gia thì tội này nặng rồi đây là giả mạo người xuất gia điều này chúng ta thật sự phải đề cao cảnh giác cao độ chúng ta ngày nay xuất gia rồi có phải là người xuất gia thật hay không chúng ta ngày nay đã thọ giới rồi có phải là đã thọ giới thật rồi hay chưa chưa có điểm này nếu như chúng ta tự xưng là tỳ kheo thì tội lỗi là nặng rồi phạm tội nghiệp cực nặng bạn xem đại sư ngẫu ích triều minh đây là người rất tuyệt vời Trong các tổ sư tịnh tông Ngẫu Ích đại sư là hạng người nào Không có ai biết Thế nhưng Ấn Quang Đại Sư Chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân Tái Lai Lời tán thắng Của Ấn Quang Đại Sư Đối với Kinh Di Đà Yếu Giải Yếu Giải do Đại Sư ngẫu Ích Biên Soạn Ngài nói Kinh Di Đà yếu giải Cho dù là cổ Phật tái lai Làm thêm một bản chú giải nữa cho Kinh Di Đà Thì cũng không thể hơn quyển này Là tán tháng đến cực điểm rồi Năm xưa tôi ở nơi này Pháp sư Diễn Bội đã từng hỏi tôi Thầy nói lời nói này của Ấn Quang Đại Sư Có phải là nói hơi quá hay không? sao có thể tán thán như vậy được? tôi chân thành nói với ông là tôi nói không quá đâu. tôi đã đọc qua yếu giải cũng đã giảng qua yếu giải mấy lần rồi. quả thật là vô cùng hiếm có. tôi khẳng định cách nói của ngài ấn quang đại sư. Đại sư Ngẫu Ích là ai? Nếu như không phải là A-di-đà Phật tái lai Thì nhất định cũng là Bồ-Tát Quan Thế Âm Là Phật Bồ-Tát tái lai Ngài đến thị hiện Thị hiện ở thời kỳ mạc Pháp Thị hiện người xuất gia Đã thọ giới rồi Ngài hiểu giới luật Ngài nghiên cứu giới luật Lúc đó cũng có người gọi Ngài là luật sư Ngài đã nói cho chúng ta một câu kết luận là Trung Quốc từ Nam Tống trở về sau Thì không có tỳ kheo nữa rồi Chúng ta muốn thọ giới Trong giới kinh nói về giới tỳ kheo Ít nhất phải có năm vị tỳ kheo đích thực truyền giới thì bạn mới có thể đắc giới. Nam à, Tống trở về sau là không có tỳ kheo rồi. Vậy chúng ta đắc giới từ đâu đây? Cho nên, sau khi ngẫu ích đại sư tự thọ giới xong, Ngài liền xả giới ngay trước Phật Bồ Tát, không có đắc được. Ở trước hình ảnh Phật Bồ Tát Cầu thọ giới Sa Di Cho nên bạn xem cả đời Ngài Tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới Đây là thân phận của Ngài Cho nên khí phách của Ngẫu Ích Đại Sư Đã thị hiện làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta phải biết học tập Học trò của Ngài đồ đệ của ngài là pháp sư thành thời sau khi ngẫu ích đại sư viên tịch tất cả những trước tác của ngài là do pháp sư thành thời đem nó chỉnh lý khắc bản in lưu thông đây là đại công trình của ngẫu ích đại sư lão sư đã dùng sa di để tự xưng nên học trò không dám xưng là sa di ngài thành thời xưng là xuất gia u bà tắc thành thời tự xưng là xuất gia u bà tắc đây là danh phù hợp với thực đây không phải phạm lỗi Thân phận của chúng ta ngày nay là gì Thật sự làm được xuất gia ưu bà tắc Là đã khá lắm rồi có thể tu tốt ngũ giới thập thiện. Vì chúng ta chân thật là đệ tử của Di Đà rồi. Cư sĩ tại gia tu ngũ giới thập thiện, chúng ta cũng là tu ngũ giới thập thiện. Chúng ta là thân phận xuất gia Tu ngũ giới thập thiện Địa vị đích thực Của chúng ta là xuất gia U Bà Tắc Phải hiểu được Cho nên ở trong Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Nói thời kỳ mạt Pháp Không có tỳ kheo truyền giới nữa rồi nếu bạn thật sự muốn cầu giới Từ đâu đắc giới vậy? Đắc giới từ trên luân tướng Chim sát luân tướng Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư Là dùng chim sát luân tướng Để cầu Bồ Tát giới Và Sa Di giới Người xưa Cẩn thận như vậy Nghiêm khắc như vậy là có đạo lý Đến đầu năm dân quốc Đại sư Hoàng Nhất Vì này mọi người vô cùng tôn kính Ngài tu là tu tịnh độ Cũng rất có nghiên cứu về giới luật Ngài có một số buổi diễn giảng Tại Viện Phật học Mân Nam được sưu tập vào trong Hoàng Nhất Đại sư diễn giảng lục. Các vị có thể xem qua. Ngài Khuyên Nhũ, người xuất gia chúng ta, không thể không đi thọ giới, thọ hình thức, nhưng tự mình nhất định phải biết chắc chắn không thể đắc giới tại vì sao phải thọ cái hình thức này vậy để tránh người thế gian hiềm nghi nói bạn chưa thọ giới trên hình thức chúng ta có đi thọ giới nhưng tự mình phải biết rõ là chưa có đắc giới không phải thọ giới tỳ kheo rồi thì đã thành tỳ kheo thọ giới bồ tát rồi thì thành bồ tát đâu có chuyện đơn giản như vậy chứ cho nên ở trong lục tức của tông thiên thai Chúng ta là tỳ kheo gì? Là tỳ kheo danh tự Hữu danh vô thực Phải biết được mình là thân phận này Đại sư Hoàng Nhất cả đời mình Cũng tự xưng là xuất gia ưu bà tắc Danh xứng với thực Vậy thì đúng Chính mình chưa có đắc giới Chính mình chưa có trì giới Mà tự xưng Là tỳ kheo Vậy là vọng ngữ Là đại vọng ngữ Vậy thì có thể có phần Ở địa ngục tứ giác rồi Còn một nghiệp nhân khác nữa Đây là Chúng ta nói nghiệp duyên Đó là xem, nghe, ca múa Người thế gian gọi là Nơi vui chơi giải trí Nơi trốn ăn chơi Tuy chúng ta không đến nơi đó Người xuất gia Trung Quốc Có cái hay là Người xuất gia mặc bộ y phục này Nếu bạn vào rạp hát để xem kịch Người ta sẽ mắng bạn Bản thân bạn cũng rất ngại đi Hòa thượng người xuất gia Nhật Bản Lúc họ đi bạn không thể nhận ra được Họ mặc Âu Phục Đi dài tay Áo cà sa để ở đâu? Để ở trong túi Âu Phục Áo cà sa của họ lớn chỉ có ba tấc khi làm Phật sự thì lấy ra choàng lên cổ Khi không dùng đến thì cuộn lại cho vào trong túi áo, đi giày da, bạn không thể nhận ra. Khi họ đến những nơi đó, thì người ta không thể nhìn ra. Chúng ta thì không được rồi. Chúng ta chưa bước vào nơi đó, thì mọi người đều không còn xem ca múa nữa, mà quay lại nhìn bạn. Sao thầy lại đến chỗ này? Cho nên y phục này không được sửa đổi. Có tác dụng rất lớn. Ở Đài Loan, đã từng có một thời có người đầy xướng phải sửa đổi trang phục này rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì tuyệt đối không sửa đổi bạn không đi xem thế nhưng trong tiết mục truyền hình có rất nhiều hiện nay ở trong rất nhiều đạo tràng có truyền hình đây cũng là chuyện phiền phức bạn nhìn thấy những chương trình ca múa biểu diễn này nếu như bạn không khéo quan sát xanh tâm dính mắt tham ái thì cũng bị đọa địa ngục này người khéo quan sát họ nhìn như thế nào vậy mộng huyễn bọt bóng như xương như điện chớp càng đề cao cảnh giác hơn nữa từ trên hình ảnh này Thế hội được thì có thể quan sát toàn bộ cõi nhân sinh toàn bộ vũ trụ là một vở kịch là giả không phải là thật đây là khéo quan sát bạn ở trong đây sẽ có chỗ ngộ không khéo quan sát sẽ sanh tâm dính mắt tham ái thế thì phiền phức lớn rồi địa ngục tứ giác trên kinh nói với chúng ta xung quanh là tường sắt bao mọc sắt đều nung cháy đỏ rực địa ngục là một biển lửa lửa phun ra từ trong bốn góc địa ngục người ở trong đó bị lửa thiêu bị lửa nung nấu địa ngục đó giống như cái nồi lớn vậy đã cháy đỏ rực mà còn phun lửa ngày đêm không có gián đoạn Ở trong chú giải của Đại sư Thanh Liên Ngài nêu ra Lời trong lập thế A Tỳ Đàm Luận nói Ngoài ra còn có một loại nghiệp nhân nữa là Trong đời quá khứ Ở cõi người Có khi tự mình làm có khi bảo người khác Sát sinh Chúng ta thông thường nói Dùng dao để chặt, để bầm Những xúc xanh này Bạn chặt bầm tay chân đầu của chúng Là tạo loại tội nghiệp này Cũng phải bị thọ báo Ở trong địa ngục tứ giác Thí dụ giết gà Giết gà này rồi Nó đã chết rồi Sau đó đi chặt thân nó ra Nó có đau khổ hay không? Thần thức chưa có lìa khỏi vẫn là có cảm giác. Nếu như gặp phải loại quỷ giữ tử thi, vì sao gọi là quỷ giữ tử thi? Là vì chấp trước kiên cố đối với cái thân này của chúng, không chịu rời đi, thì phiền phức đó là lớn rồi. Sau khi nấu chín rồi, khi bạn ăn nó, nó cũng cảm thấy đau khổ, Đó là loại chúng sanh chấp trước kiên cố Không chịu xả bỏ thân của nó Thì nó làm sao không ôm hận được chứ Tội nghiệp này bạn tạo nặng cỡ nào rồi Những sự việc này Thực tại Phật không nở nhẫn tâm Nên nói ra Tuyệt đối không phải hù dọa người Chỉ có người thiện căn sâu vậy Nghe lời Đức Phật dạy Có thể tin Mới thật sự Chọn ăn chay Trong đời này Tuyệt đối không ăn thịt chúng sanh Tuyệt đối không giết hại chúng sanh Những gì trước đây làm Nay nghiêm túc sám hối Biết sai rồi Xuyên tu phước huệ Hồi hướng cho những oan gia trái chủ này Hy vọng ta thành Phật đạo Thì những oan gia trái chủ này Cũng cùng thành Phật đạo với ta Phải phát chân tâm Chân nguyện Chân tu hành Thì những oan gia trái chủ này Mới không gây chuyện với bạn nữa Sẽ không gây chướng ngại cho bạn Vì sao vậy? Bạn thành tựu Họ được thơm lây Nếu họ chướng ngại bạn Thế thì họ tự hại chính mình rồi nếu như việc chúng ta làm là giả không phải là thật thì những oan gia trái chủ này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bạn trừ khi là không nắm được cơ hội nếu nắm được cơ hội thì họ nhất định sẽ đến báo thù thứ hai địa ngục phi đao chính là địa ngục đao luân bốn phía đều là núi đao ở trên không trung còn có bánh xe đao đao luân không phải là một cái mà vô lượng vô biên giống như mưa vậy từ trên không rơi xuống người ở trong địa ngục này thật sự là bị thịt nát xương tan cái... nghiệp nhân này Chính là trong đời quá khứ Ở trong cõi người Sát sanh bừa bãi Đều là quả báo của nghiệp sát Bạn giết hại rất nhiều chúng sanh Bạn phải ở trong đầy thọ cái quả báo này Thứ ba Địa ngục quả tiễn tiễn là cung tên của thời xưa cung tên là mang theo lửa mỗi tên này từng chiếc từng chiếc bắn vào tội nhân trên kinh nói một ngày một đêm sáu trăm ức lần chết đi sống lại Thọ hình phạt trong địa ngục Nếu như vừa thọ Thì liền chết ngay Thế thì tốt đó là niềm vui lớn rồi Chết xong liền rời khỏi địa ngục ngay Họ không thể chết Sau khi chết xong Ở trong địa ngục Gió vừa thổi qua Liền sống trở lại Sống dị thọ tiếp Cho nên ở trong địa ngục Thật sự là muốn sống không được Muốn chết cũng không xong Phải thọ cái tội báo này trên kinh giáo nói nghiệp nhân của họ là lúc còn ở thế gian ngu si vô cùng tham dục họ bất hiếu với cha mẹ bất kính với sư trưởng không siêng tu diệt thiện giết hại tất cả chúng sanh cho nên bị quả báo này Thứ tư Địa ngục giáp sơn Đây là người đi vào giữa hai Quả núi Quả núi khép lại Là núi kẹp Thọ loại hình phạt này Cũng có kinh gọi là Địa ngục chúng hiệp Là rất nhiều núi khép lại với nhau Trong kinh nói Tội nhân trong địa ngục Sợ hãi Vì những con quỷ tốt Đầu trâu mặt ngựa này Cầm những cây gậy Nanh sói Rượt đuổi những tội nhân này Tội nhân sợ hãi Chạy vào trong núi để lẫn trốn Giờ chạy vào trong núi Thì núi này liền khép lại Không để thoát một người nào Hai quả núi khép lại Khi người bị kẹp ở trong đó Trong kinh miêu tả Xương thịt bay nhầy Máu chảy thành sông Chúng ta thấy Cái quả báo này Phải liền nghĩ đến cái nghiệp nhân này họ đã tạo là nghiệp nhân gì nghiệp nhân này vô cùng phức tạp đủ thứ ác nghiệp đã chiêu cảm nên quả báo như vậy con người không những ở trong một đời mà trong vô lượng kiếp ác nghiệp đã tạo ra quá nhiều quá nhiều rồi cho nên đọa vào địa ngục là quả báo chung tất cả tội nghiệp này của bạn thấy đều phải ở trong đây thọ báo cho đến hết nói theo lý thì lìa khỏi địa ngục đó là người tốt nghiệp chướng đều tiêu hết rồi không sai nghiệp chướng thì hết rồi mà tập khí vẫn còn phiền phức là ở chỗ này tập khí vẫn còn nếu như bên trong còn tập khí phiền não bên ngoài không chịu nổi sự cám dỗ của ác duyên ngũ dục lục trần thì phiền phức lớn rồi lại bắt đầu tạo nữa rồi ra khỏi rồi vẫn tiếp tục không ngừng tạo nữa bạn nói xem nguy hiểm cỡ nào nhân quả tuần hoàn không bao giờ dứt địa ngục thông thương cũng gọi là địa ngục kiếm dịp thương là đau thương của thời xưa nghiệp nhân vẫn là sát sanh Trong sát sanh Bao gồm tất cả chiến tranh Ở trong đó Đặc biệt là Ở trong chiến tranh Giết người một cách bừa bãi Mặc tình giết hại tất cả chúng sanh Tạo ra nghiệp báo địa ngục thiết xa trên kinh lăng nghiêm nói từ báo kết vào hơi thở thì thành xe lửa cũng gọi là địa ngục hỏa xa xe là xe bằng sắt toàn xe được nung đỏ tội nhân là phải dùng sợi gân của chính họ Rút gân của mình ra Để làm dây kéo cho chiếc xe này Phía sau Có những con quỷ tốt Thúc giục bạn, rượt đuổi bạn Trong kinh Hiền Ngu có nói Thích Ca Mâu Ni Phật Ở trong đời quá khứ Đã từng đọa qua địa ngục này Mấy người kéo chiếc xe sắt này Khi nhìn thấy trong đó Có một người bị rút gân Thì vô cùng đáng thương Vô cùng thống khổ Nên Thích Ca Mâu Ni Phật Nhờ lúc đó đã phát tâm từ bi Yêu cầu quỷ tốt Tôi có thể rút thêm một sợi gân tặng cho người ấy không? Quỷ tốt nhìn thấy hình ảnh này của Thích Ca Mâu Ni Phật liền dùng gậy nanh sói đập chết ngài Đập chết liền siêu sanh ngay Liền ra khỏi địa ngục Ở trong địa ngục Động một niệm tâm thiện Liệt thoát khỏi ngay Khi khởi một niệm tâm thiện đó Quỷ tốt nhìn thấy căm ghét bạn Nên dùng gậy đập bạn chết Bạn liền thoát khỏi địa ngục rồi Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này Chúng ta là người niệm A-di-đà Phật Tâm tâm niệm niệm tương ưng với Phật nếu có người đánh chết chúng ta liền được siêu sanh ngay Đánh chết liền về thế giới cực lạc Thoát khỏi lục đạo luân hồi Sao bạn có thể oán hận họ chứ Còn không kịp cảm ơn nữa là Đây là thật không phải là giả Niệm niệm tương ưng với Tây Phương tịnh độ Niệm niệm tương ưng với các diệt thiện Thế giới Tây Phương cực lạc là, là nơi các bậc thượng thiện cùng ở Niệm niệm tâm địa thuần thiện Không có một mảy may ác ý Thì chúng ta mới có phần nắm chắc được giảng sanh Một chút cũng không hoài nghi Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì đâu có lý nào không giảng sanh người như vậy không sanh tịnh độ thì còn người nào có thể sanh tịnh độ chứ cho nên chúng ta phải giành được phần chắc chắn nhất định về tây phương tịnh độ cách làm này của bạn là không sai đối với tất cả người sự vật trong thế gian đều vui vẻ đều cảm ơn không có một mảy may oán hận không có mảy may thu địch nào như vậy là tốt thứ bảy địa ngục thiết sản chiếc giường này cũng là dùng lửa nung đỏ lên người bị thọ hình phạt bảo họ nằm lên giường Giống như chúng ta hiện nay gọi là Nung trên tấm sắt Còn nghiêm trọng hơn cả nung trên tấm sắt nữa Nung trên tấm sắt thì cái tấm sắt đó không có nung đỏ Có đây là nung đỏ rồi Phật nói ở trên kinh Loại hình phạt này Phần lớn Là do tà dâm Là quả báo của dâm vật Thứ tám là địa ngục thiết ngưu trong kinh văn phần sau sẽ nói đến thứ chính là thiết y là y phục dệt bằng sắt cũng là nung thật đỏ lên cho tội nhân mặt tội nhân mặt thiết y giàu thì toàn thân đều bị cháy rụi trên kinh nói cho chúng ta biết loại nghiệp nhân này là họ trong đời quá khứ ở cõi người dùng roi đánh đập tổn hại chúng sanh hữu tình tạo nên quả báo này ngoài ra là xuất gia phá giới hưởng thụ y phục do tín đồ có tính tâm cúng dường nên phải bị quả báo này cổ đức có hai câu nói rất hay nay thấy cà xa rời khỏi mình Tương lai sẽ bị áo sắc trói thân Chính là nói về quả báo của địa ngục này Cho nên Dưới chiếc áo cà sa mà mất thân người Chúng ta đã khoác chiếc áo cà sa đi tạo tác tội nghiệp Áo cà sa Chính là nhãn mát của nhà Phật khoác lên chiếc áo cà sa thì trách nhiệm sứ mệnh là tiếp nối huệ mạng phật hoàng pháp lợi sanh Chúng ta nhận được bản hiệu của Phật này Mà không đi làm công việc này Đây chính là dưới chiếc áo cà sa Mất thân người Tương lai ở trong địa ngục Thọ quả báo của địa ngục thiết y Thứ mười là thiên nhẫn Nhẫn là lưỡi dao Lưỡi dao sắc bén Trong quán Phật Tam muội Kinh nói Đây là những chúng sanh Không dân theo lời chỉ dạy của Lão Sư phản thầy nghịch đạo không biết ân đức trộm cắp đồ của thầy hãm hại thầy sỉ nhục thầy tiêu đùa bỡn cợt thầy thậm chí là phỉ báng đánh đập giết hại Tạo loại ác nghiệp này Sẽ đọa vào địa ngục thiên nhẫn Ngoài nghiệp nhân này ra Hoặc giả là sa môn bà la môn Làm chuyện phi pháp Làm những việc không đúng như pháp không biết xấu hổ dùng ác tâm phá hoại tam bảo giống như phá hoại đạo tràng phá hoại tượng phật phá hoại tháp miếu đoạt lấy pháp vật giết hại cha mẹ anh chị em thân thuộc người tạo những tội nghiệp này khi bạn chung đều đọa vào địa ngục này thiên nhẫn. Ở trong lưỡi dao đều phát ra lửa. đau nhẫn giống như địa ngục đau luân ở phía trước vậy. Từ không trung rơi xuống giống như mưa vậy. Người này cũng là bị thịt nát xương tan. Thứ 11 Địa ngục thiết lư Thứ 12 Địa ngục dương đồng Dương đồng Là tội báo Của khẩu nghiệp Và quả báo Của ăn uống Đây là thuộc về khẩu nghiệp Dương đồng ác khẩu Đây là đồng được nấu chảy ra để cho tội nhân uống Nước đồng sau khi đổ vào miệng Thì lục phủ ngũ tạng Đều cháy rụi hết Thứ 13 Địa ngục bảo trụ Đây chính là bào lạc Cây cột Cột sắt Đốt cho thật đỏ lên Sau đó bảo tội nhân ôm cột Phật ở trên kinh nói Đây cũng là Do chúng sanh ngu si Trong thế gian Nhiễm ái tà dâm Cho nên đọa vào địa ngục này Địa ngục này là vô cùng vô cùng tàn khốc đầu năm dân quốc cư sĩ trương thái viêm từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế ông đọc kinh cảm thấy địa ngục bảo trụ quá tàn khốc đã từng thỉnh cầu đông nhạc đại đế có thể hủy bỏ cái hình phạt này được không đông nhạc đại đế liền sai hay tiểu quỷ dẫn ông để đích thân ông đến hiện trường xem trở về sẽ nói tiếp tiểu quỷ dắt ông đến địa ngục này ông không nhìn thấy gì thế là mới chợt ngộ ra mới hiểu được đây là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra bạn không có nghiệp lực này thì bạn không thể nhìn thấy Mới biết là tự làm tự chịu Chứ không phải do vua Diêm La Lập ra hình phạt này cho tội nhân thọ nhận Cho nên vua Diêm La cũng vô phương Cảnh giới địa ngục Là do tự tâm mình biến hiện ra Do nghiệp lực hiện ra Chứ không có quan hệ gì với những quỷ dương này Những đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục này những con quỷ tốt này từ đâu mà có vậy Cũng là do nghiệp lực của mình biến hiện ra Là giống như một người nằm mộng vậy Cảnh giới nó là như vậy Cho nên ông mới hiểu ra đạo lý này Cảnh giới của địa ngục Trên Kinh Phan trước nói rất rõ ràng Chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy Một là người thọ tội Thứ hai là Bồ Tát vào trong địa ngục để độ chúng sanh bồ tát có loại định lực này có loại công phu này có thể đột phá cái cảnh giới này họ có thể nhìn thấy nếu như không phải hai loại người này dù địa ngục ở trước mặt bạn bạn cũng không thể nhìn thấy đây là quả báo của tà dâm trên kinh nói một ngày một đêm 900 ức lần chết đi sống lại Sống chết thật sự là ở trong từng sát na Địa ngục lưu hỏa Ở trong tam pháp độ luận Gọi nó là địa ngục đại khóc trong Kinh Lăng Nghiêm nói Trong hai tướng mùi dị của quả báo Thì tướng thứ hai là phun ra khí, lửa, mạnh, tung bay Cháy rụi xương tủy Đoạn này trên Kinh Lăng Nghiêm Cũng là nói địa ngục lưu hỏa trong địa ngục này Khắp nơi đều là lửa thiêu đốt ngùn ngục Không có đường thoát thân rồi Quỷ tốt ở trong đây Không có một mấy may tâm từ bi nào Rượt đuổi ở phía sau không có cách gì trốn thoát Cho nên tình trạng thống khổ Khó mà miêu tả được Địa ngục canh thiệt Thứ 15 là địa ngục canh thiệt Đây là do tạo khẩu nghiệp Nói dối Nói hai lời Nói lời thô ác Nói thêu dệt Người tạo loại khẩu nghiệp này Gọi là địa ngục kéo lưỡi sau khi kéo lưỡi ra còn dùng lưỡi cài để cài lên có lẽ chúng ta nghĩ là lưỡi nhỏ như vậy lưỡi cài lớn như vậy làm sao cài lên được chứ địa ngục là hóa thân địa ngục lớn bao nhiêu thì thân hình của họ cũng lớn bấy nhiêu Cho nên khổ báo này Chúng ta không thể nào Có thể tư duy Mà tưởng tượng ra được Địa ngục tỏa thủ Ở trong tam pháp độ luận Gọi là Địa ngục hoạt Trong địa ngục này Những quỷ tốt trong địa ngục đó Cầm dao rìu những loại vũ khí sắc bén này. chặt đầu tội nhân. mổ thân thể tội nhân ra. Nghiệp nhân này chúng ta rất dễ dàng tưởng tượng ra được là quả báo của sát sanh. Sát sanh ăn thịt Hình ảnh bạn giết hại chúng sanh như thế nào Đến địa ngục này quỷ tốt Sẽ đối xử với bạn giống y như vậy Nghiệp nhân quả báo Không có mảy may sai chạy Địa ngục thiêu cước Cũng gọi là địa ngục nhiệt khôi tro bạn vừa nhìn thì thấy giống như tro thật ra trong đó là lửa đều là đang thiêu cháy tội nhân đi qua chỗ này thì bàn chân đầu gối chân đều cháy khét tội nghiệp này cũng có rất nhiều loại loại thứ nhất là trước đây ở cõi người đem chúng sanh hữu tình chúng sanh có mạng sống cho vào trong lửa thiêu cho vào trong than nóng hoặc giả ở trong cát nóng để nung nấu là làm những việc này hiện nay chúng ta nhìn thấy có một số người đi du lịch đến những vùng có suối nước nóng nhiệt độ của nước và cát đều rất cao mọi người thường hay làm gì luộc trứng gà vài ba phút thì trứng đã chín rồi ở trong trứng đều có mạng sống Hiện tại có một số loại trứng Không phải là trứng có trống Nhưng trước đây trứng thấy đều là có mạng sống Giết hại chúng sanh Bạn sẽ gặp phải quả báo này Trong cái quả báo này còn bao gồm Trong nghiệp nhân này bao gồm cả tà dâm Bao gồm cả phá giới Đều là phải bị cái nghiệp báo này Thứ 18 Đạm nhãn Đây là đây là trên kinh này nói có rất nhiều nghiệp nhân bất thiện biến hiện ra loại quả báo này bạn thấy ở trong địa ngục có những con chim sắt chim ưng sắt chuyên mổ mắt tội nhân để ăn bạn không cách gì phòng bị được cướp đoạt hai mắt của tội nhân sau khi cướp đoạt xong gió thổi qua họ lại sống trở lại mắt lại mọc trở lại chim đó lại đến ăn mắt của bạn tiếp phật ở trên kinh nói nghiệp báo này có quan hệ với nghiệp uống rượu thích uống rượu thích ăn thịt cho nên phải gặp quả báo như thế này thiết hoàng đói thì nước viên sắt khác uống nước đồng đun sôi đói thì ăn viên sắt những quả báo này đều là có quan hệ với chuyện ăn uống vô độ thứ hai mươi mốt thiết phu trên kinh trường a hàm nói ở trong địa ngục này người thọ tội sợ hãi bối rối không có cửa trốn thoát nguyên nhân gì tạo thành vậy do liên lụy đến oan gia chủ nợ của nhiều đời trước tuy oan gia chủ nợ không có hiện tiền Mà tự nhiên Biến hiện ra cảnh giới này Cảnh giới này có thể có hay không? Chúng tôi nghĩ là có Khi chúng ta tạo tác tội nghiệp rất nặng Tuy oan gia trái chủ không có tìm đến Nhưng tối nằm mộng Mộng thấy những oan gia trái chủ này tìm đến Sợ toát cả bồ hôi Kinh hoàng khiếp giết cảnh giới trong mộng đó chẳng phải là do mình biến hiện ra hay sao trong mộng có thể biến ra những cảnh giới này sau khi chết rồi ở địa ngục địa ngục cũng giống như trong mộng vậy cho nên cảnh giới này là rất có thể xảy ra phu chính là chiếc rìu là cùng ý nghĩa với chiếc rìu phần lớn thuộc về khẩu nghiệp người xưa nói búa rìu ở trong miệng cho nên giết người cũng từ lời nói ác độc mà ra gây chuyện sanh sự bởi móc thị phi phỉ bán đối với người thiện khen ngợi đối với người ác thì phải thọ cái quả báo này thiết phu cái rìu lớn này nặng hơn nhiều so với dao thông thường cái rìu này cũng đều là lửa Tất cả những loại vũ khí bằng sắt, bằng đồng trong địa ngục này đều không thể lìa khỏi lửa. Cả một biển lửa, họ phải đọa lạc vào trong địa ngục để thọ báo. Thứ hai mươi, tranh luận. Thứ hai mươi hai, đa sân. Hai tính chất này tương tự nhau có thể hợp chung lại nói. Cho nên phía sau chúng tôi không có dựa theo thứ tự của nó. Ở trong chú giải của đại sư Thanh Liên cũng nói, tranh luận đa sân tuy là hai địa ngục nhưng nghiệp nhân của nó là một. Tranh luận bắt nguồn từ tham dục, đố kỵ, bởi do tâm tham bởi do tâm đố kỵ cho nên tạo nghiệp sân hận kiêu cảm nên quả báo như vậy bạn thích tranh luận đọa vào trong địa ngục sẽ tranh luận không ngừng nghỉ cuộc sống này rất khổ đa sân sân hận không ngừng nghỉ đọa vào loại địa ngục này Trong Tam Pháp Độ Luận nói Là do tội ác Nên tay tự nhiên xanh vuốt sắt Sắt bén như dao Hình giống như nửa mặt trăng vậy Ai nấy xanh ý oán kết Anh bức bách tôi Nay tôi bức bách anh Vì thế sanh tâm sân hận Vô chụp Sâu xé lẫn nhau Đây là giải thích rõ Tội báo không phải đến từ bên ngoài mà quả thật là do nghiệp lực của mình biến hiện ra tay của tội nhân tự nhiên biến thành dao sắc bén ở trong đây tự mình giết chính mình Không phải người khác đến giết hại bạn Không phải do người khác đến báo thù bạn Trong chú giải của Đại sư Thanh Liên Đã làm một cái tổng kết cho chúng ta Tổng kết hay vô cùng Nên biết tất cả các pháp Đều là hư dối Trên Kinh Kim Cang nói Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Địa ngục vô gián A tỳ cũng không ngoại lệ Những người bị đọa vào trong đó Họ không giác ngộ Họ cho hư vọng là thật Là giống như chúng ta ở thế gian hiện tại vậy Cho nên bạn phải biết địa ngục phàm cái gì có hình tướng cũng đều là hư vọng chúng ta hiện nay thế nào chúng ta hiện nay cũng là phàm cái gì có tướng cũng là hư vọng một không tất cả không một vọng thì tất cả đều vọng một chân thì tất cả đều chân không có đối lập nếu như bạn có đối lập thế thì sai rồi nói vọng thì tất cả đều là hư vọng nói chân thì tất cả đều là chân vậy thì đúng vậy là không trái lại với nhân quả không đi ngược lại với chân tướng sự thật từ đó cho thấy tuy là cảnh giới hư huyễn không thật giống như đời người hư huyễn không thật hiện nay của chúng ta Chúng ta ở trong đây thật sự là có cảm thọ khổ, vui lo mừng hay không? Địa ngục là nơi khổ cùng cực. Bạn vào trong đó có phải thọ hay không? Phải thọ. Chỉ có những người thật sự hiểu rõ tình trạng của lục đạo Thập Pháp giới Họ mới không thọ Họ ở trong lục đạo Thập Pháp giới Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Đó gọi là siêu phạm nhập thánh Chưa đến cảnh giới này Thì bạn phải thọ Hay nói cách khác Bạn cho rằng vẫn có ta Có người thì lục đạo luân hồi bạn phải thọ đến khi nào bạn không còn ta không còn người tinh kinh kim cang nói bốn tướng không rồi không ngã tướng không nhân tướng không chúng sanh tướng không thọ giả tướng bạn là bồ tát rồi lúc đó bạn ở trong địa ngục a tỳ địa ngục vô gián bạn sẽ không thọ không thọ cái khổ này bạn là bồ tát có thể vào địa ngục vô gián để thi hiện độ hóa chúng sanh Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở trong địa ngục hỏa xa vậy Người thọ tội Khi có người thọ đau khổ cùng cực Họ không thể hồi tâm chuyển ý được Họ niệm niệm đều là đang khổ Họ không thể nghĩ đến chuyện khác Bồ Tát thị hiện ở nơi đó Ta rút thêm một sợi ngân tặng cho họ để họ giảm bớt sự đau khổ Là đánh thức chúng sanh địa ngục Ngài vẫn có thể quên mình vì người Chúng sanh địa ngục có cái niệm như vậy Thì họ liền thoát ra rồi Có một niệm tâm thiện Liền thoát khỏi địa ngục Thọ khổ của họ liền giảm nhẹ ngay Và thời gian thọ khổ được rút ngắn Một niệm thiện tâm thiện tâm yếu ớt đi nữa cũng có lợi ích lớn đối với họ. Cho nên Bồ Tát ở trong địa ngục làm đủ dạng thị hiện như vậy. Ở trong đó không có dạy bảo. Dạy bảo họ không có thời gian để nghe, họ cũng không có tâm trạng để nghe. Cho nên chỉ có thị hiện những hình ảnh như vậy để họ nhìn thấy xong mà giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát ở tất cả nơi chốn của chúng sanh hữu tình địa ngục cũng là một trong những nơi chốn cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh mỗi nơi mỗi khác chúng ta phải hiểu cái đạo lý này cho nên bồ tát chỉ dạy đại chúng chúng ta nhất định phải xa lìa tất cả tranh đấu phải chân thật làm được không tranh với người không cầu gì ở đời vì sao vậy thân tâm thế giới đều không thể được bạn tranh cái gì chứ bạn cầu cái gì thật sự làm được vô tranh vô cầu thì tâm chúng ta định rồi tâm thanh tịnh rồi vậy mới có thể đạt được lợi ích thù thắng chân thật của Phật Pháp. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, tình không Pháp ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc gmail com người đọc hạnh Quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật